61. Khởi, tôi sợ là sẽ kéo chân cậu. Tôi cũng vậy. Không sao, chúng tôi sẽ trở thành đồng đội một tháng. Đợi thử thách công hội kết thúc, hai người sẽ trở về. Để lúc đó đánh giá lại, tôi nhất định sẽ chấm điểm hai người ít nhất là đạt được A. Khởi, cậu chắc chứ? Chúng ta đều là vừa từ khu tân thủ ra người không lâu. Cậu chắc chắn có thể dẫn theo hai người chúng tôi. Đội trưởng bình thường đều còn ít nhất là cấp 15 trở lên đi. Nhưng Khải, cậu hiện tại có cấp 15 sao? Cấp 15 tính là cái gì? Khải đội xem là cấp 20 rồi. Cậu ấy hiện tại đã đang nghĩ cách chuyển chức rồi. Không sai. Đúng rồi. Còn chưa giới thiệu cho hai người đây là đồng đội mới của chúng ta. Hồ Nhan chức nghiệp là tiên sinh tính mệnh. Hello, chào hai người. Tôi tên là Hồ Nhan. Hey, sao đã nghe Khải đội nói về hai vị? Đây là nghĩa ngữ chức nghiệp là tở quỷ. Chào hai người, tôi là nghĩa ngữ. Ồ, chào hai người. Đợi đã. Võ trưởng. Hai người chúng tôi mới cấp 9. Khải, cậu đã cấp 20 rồi. Điều này không là gì cả. Tiếp theo mục tiêu của tôi là giúp các người đạt được cấp 20 trước khi thử thách bắt đầu. Điều này sẽ giúp việc đối phó với những con chó của hồn gia trở nên dễ dàng hơn. Cấp 20, chúng tôi không nghe nhầm chứ? Khải, nếu có thể dẫn chúng tôi làm được, vậy thực sự chính là thần thăng cấp. Người khác thì không chắc, nhưng tôi tin Khải đổi nhất định được. Vậy, nếu chúng ta đều đã lập đội rồi, có cần phải nghĩ ra một cái tên cho đội không? Nổn nổn nói rất là có đạo lý, mọi người có ý tưởng gì không? Chỉ bằng gọi là tiểu đội hổ thần, ngũ quỷ 5 người chúng ta hỏa lực có toàn khai, trổ hết tài năng. Được. Hãy nạp lại năng lượng cho hôm nay và ngày mai. Tiểu đội hỏa thần của chúng tôi sẽ tiến thẳng đến lãnh thổ quái vật vào sáng sớm ngày kia. Rõ. Khi thí luyện tân thủ sâu trong khu thí luyện. Qua vài giờ nữa, chúng tôi sẽ đến đích cuối cùng. Thánh Diễu Thành đợi đáp xuống quỷ tinh một lần nữa sẽ phải nghênh đón trải nghiệm chân chính rồi. Hồi hộp sao? Hiện tại hồi hộp, trái lại là không hồi hộp nữa. Chỉ là tôi đang nghĩ tôi có lẽ vĩnh viễn không thể kích hoạt thiên phú chức nghiệp trái tim chiến binh của tôi nữa. Tại sao hai ngày nay cậu biểu hiện rất tốt, trong chiến đấu cậu cũng luôn bảo vệ tôi và đồng đội. Mặc dù tôi đang cố gắng hết sức để chiến đấu và bảo vệ mọi người, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn có nỗi sợ hãi. Chỉ là bởi vì lo lắng mọi người sẽ làm tổn hại, nên tôi đã tạm thời đè nén nỗi sợ hãi của mình. Nhưng để thực sự kết hợp được trái tim chiến binh, tôi phải không được sợ hãi từ tận đáy lòng nghĩ rằng mình là một chiến binh bất khả chiến bại. Nhưng tôi không làm được. Theo những gì mình biết, thiên phú chức nghiệp trái tim chiến binh của trụ tử có thể cung cấp thêm phần thưởng toàn bộ thuộc tính khi chiến chức hồn nâng cao. Người chơi viên trụ, chức nghiệp võ đồ, cấp bậc cấp 1, sức mạnh 8, thợ chót 8. Nhưng hiệu ứng bổ sung của đòn tấn công sẽ thay đổi theo sức mạnh của lòng dũng cảm và sự tự tin. Cường độ tự tin và dũng khí của trụ tử hiện tại là không cao, nên chỉ có thể đánh ra hiệu quả đẩy lùi khi bị giảm xuống đất. Mục đích quan trọng nhất là rèn luyện thăng cấp tiếp theo là để trụ tử tiếp tục khơi dậy lòng dũng cảm, kích hoạt thiên phú chức nghiệp. Trước đó, mình cũng phải tận dụng cơ hội hiện tại để nâng cao sức mạnh của bản thân. Trước đây, cho Hồ Nhan và Nghiện Ngữ tổng cộng là 55 tờ vĩnh hằng. 50 tờ còn lại có thể dùng để nâng cao quỷ phủ thi bài và quỷ nhãn chuyên chú của mình. Trí não, ai? Hãy nâng cấp hai kỹ năng quỷ thủ phi bài và quỷ nhãn nguyên chú. Được. Quỷ phủ phi bài cấp 2 đã thăng đến đỉnh cấp. Khi ném vật phẩm, có hiệu quả xuyên giáp là 30%. Khi sử dụng vật phẩm dẫn thể ngoại trừ thể vật phẩm, hiệu quả xuyên thấu tăng 250% nhưng tiêu hao thể lực và tinh thần tăng 110%. Tốt quá rồi. Sau khi thăng cấp, quỷ thủ phi bài khi ném vật phẩm hiệu ứng xuyên giáp tăng 10% so với trước đây. Khi sử dụng thể bài, khả năng xuyên giáp tăng 50%. Mặc dù tiêu hao cũng đã tăng 10% nhưng mức tăng này vẫn ở cái mức độ chấp nhận được. Một con bạc bình thường bị ám ảnh bởi cờ bạc. Sau một thời gian dài tôi luyện, đồ tể của anh ta trở nên linh hoạt hơn. Chúc mừng ngài đã mở khóa trạng thái bổ sung của quỷ thủ phi bài. Thời gian của con bạc, trạng thái bổ sung thời gian của con bạc. Sau khi thời gian của con bạc có tốc độ ra tay tăng thêm 100%, thời gian của con bạc là 10 giây. Không thể tận hưởng hiệu quả trì hổ của ngoại vật. Ở trạng thái này, tiêu thụ thể lực và tinh thần tăng thêm 220%, thời gian hồi lại là 60 phút. Tốc độ ra tay tăng thêm 100%, đây không phải là tưởng tượng với tốc độ tấn công tăng lên gấp 2 lần. Quỷ nhân chuyên chú cấp 2 đã thăng lên đến đỉnh cấp. Phạm vi thị giác và khả năng theo dõi ánh mắt tăng 60% khi sử dụng tiêu hao tinh thần lực tăng 120%.
Quỷ nhãn chiên chú cũng đã được nâng cấp. Quả nhiên phạm vi thị giác và khả năng theo dõi của mắt đã được cải thiện, tiêu hao tinh thần cũng tăng lên. Trí não ai? Vậy thì quỷ nhãn chiên chú có phải là cũng có mở khóa trạng thái bổ sung không? Trong cờ bạc, con bạc không chỉ cần đôi bàn tay khéo léo mà còn cần khả năng chiến khiến đối thủ bối rối, để đối thủ không thể đọc được quân bài trên tay từ mắt mình. Trạng thái gian lận hiệu quả ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của đối phương. Thông qua ánh mắt được quyết định bởi sự chênh lệch và tinh thần lực giữa hai bên. Nếu tinh thần lực của đối phương cao hơn con bạc rất nhiều thì hiệu quả vô hạn hội tụ bằng không. Nhưng không thể lo, giá trị âm thời gian duy trì là 10 giây, tiêu hao tinh thần tăng 240%, thời gian hồi lại là 60 phút. Tinh thần lực của đối thủ dù cao đến đâu, ngài cũng có thể tác động lên đối phương. Chỉ là tinh thần lực đối phương càng cao, mức độ ảnh hưởng càng nhỏ, thậm chí nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Nhưng dù khoảng cách với đối phương có lớn đến đâu, cũng không thể có nguy cơ gây ảnh hưởng đảo ngược. Mặc dù tác dụng của hiệu ứng khó hiểu này sẽ giảm đi trong chiến đấu vượt cấp, có điều cũng rất là không tồi rồi. Thực sự nóng lòng muốn thử hai năng lực mới được mở khóa này.